Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Alumastat. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Alumastat cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Aluminum hydroxide, Magnesium hydroxide, Dạng bảo chế Viên nén Công dụng Viêm dạ dày là một trong những bệnh tiêu hóa phổ biến. Bệnh thường là nguyên nhân của sự nhiễm trùng vi khuẩn H. pylori hoặc quá trình ăn uống không điều độ và chế độ dinh dưỡng thiếu khoa học. Cách dùng. Thuốc dùng nhai kỹ càng lâu càng tốt. Liều dùng. Người lớn, trên 15 tuổi, nhai 1 đến 2 viên sau bữa ăn hoặc khi có cơn đau hay khó chịu. Tối đa 6 lần mỗi ngày, không dùng quá 12 viên mỗi ngày. Chống chỉ định. Dị ứng với bất cứ thành phần nào của thuốc suy thận nặng vì thuốc có chứa magnesium. Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú tham khảo ý kiến bác sĩ. Sử dụng cho người lái xe hành máy móc. Tham khảo ý kiến bác sĩ. Tác dụng phụ. Rối loạn nhu động ruột, tiêu chảy hoặc táo bón. Mất phốt pho sau khi dùng thuốc dài ngày hoặc dùng liều cao vì thuốc có chứa aluminum. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng. Nhà sản xuất Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Stella Farm Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Farm sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Alumastat, đồng thời biết cách sử dụng Alumastat sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham